Xin chào anh em. Clip này thì chủ đề nó đơn giản lắm, thế là Gacha Simulator. Mình thì nói chung là cũng gọi là không có nhiều, gọi cũng làm tí vào để gọi là roll lên một con tướng quân. Gọi là thôi thì mình không có nhiều, nhưng mà trước hết thì chúng ta cái vấn đề phân tích kỹ năng này mình đã phân tích ở video khác rồi nhé. Giờ mình sẽ chỉ nói qua về gọi là ba con 4 sao đi kèm. Chúng ta có khả năng chắc chắn được. Chắc chắn ấy. Đầu tiên là Susan. Susan thì cá nhân mình thấy cũng là một con rất là ngon. Tại vì trong cái vật lý ấy, thì nó cá nhân mình mới chỉ thấy được có ba con. Thứ nhất là con main. Mà main vật lý thì cá nhân mình không đánh giá cao. Mình chỉ đánh giá cao con main bảo hộ thôi. Chứ còn bên con bên vật lý thì như mình trước hình như có nói vậy, là với những em nào mà đã đến mức gọi là sang bên được bên bảo hộ ấy thì anh em chuyển khoản sang bên bảo hộ luôn. Anh em đừng cố gắng là gọi là up cái kỹ năng này kia, thiên phú tuyệt kỹ của con bên vật lý ấy, bên hủy diệt ấy. Đấy. Thì nó sẽ rất là phí, phí cái tài nguyên, phí nhựa của anh em. Anh em để đấy em nâng cho con khác. Mark 7 cũng là một con rất là ok. Nhưng mà Mark 7 ấy, thì cá nhân mình không sử dụng nhiều. Nói chung là nó không phải yếu nhưng mà mình không sử dụng nhiều tại vì mình có con Bailu búp rồi. Nếu với những anh em nào không luôn được Bailu ấy, thì anh em vẫn cần một con Mark 7. Anh em có thể là có hai búp thì là hai team. Anh em có thể đi cái content cái gì cái sảnh đường lãng quên này, mình không nhớ lắm. Đầu óc mình cũng toàn quên nên đâm ra mình có bao giờ nhớ được đâu. Cuối cùng là Tinh Jun. Tinh Jun thì là một con một banner 4 sao nhưng mà với sức mạnh của nó thì mình nghĩ phải tầm 5 sao. Nói chung là bảo gọi là ngang 5 sao thì mình nghĩ là cũng 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 có thể. Tại vì nó không phải là một con đa, nó class của nó không phải đam chủ lực mà nó là búp. Dạng kiểu hòa hợp thì phải. Hòa hợp, ừ đúng rồi, búp hòa hợp. Đấy, nhưng mà nó có khả năng này, búp đam này, xong rồi thêm đam từ thiên phú của nó, đam thiên phú nó nhìn trông cộng ít thế thôi nhưng mà thật ra anh em cứ đánh xem nó nhảy lên hơi bị kinh luôn. tuyệt kỹ của nó thì cũng tăng đam và tăng cái mức năng lượng giúp chúng ta có thể spam nộ được tốt hơn. Đấy. Thôi, thì loằng ngoằng. Nói chung bây giờ tôi chỉ muốn là ví dụ mà con lệch ấy thì tôi lệch ra một là Tinh Jun, hai là Xuân Sang thôi. Trước mình cũng đã roll hai nháy, có khai thật với anh em, tôi cũng roll 20 lần đấy và được một đại ca húc, một mắc 7 nón vừa đúng lúc, vừa đúng lúc luôn đấy, đấy và một xuân sang, chưa Tinh Jun đâu cả. Thì mình tiếp tục nhé, 20 lần rồi. Mình cứ roll 10 lần thôi chứ còn không gọi là có một vài vé này kia. Nhiều anh em có bảo là ông roll một vài vé này kia để nhử nhử không, có mốc 10 10 lần thì nó chắc chắn sẽ được một con 4 sao, thì có khi nó không ngon thì thôi lại đi nhử nhử mấy cái vé đấy. Xem nào, như trước là mình toàn skip thôi nhưng mà bây giờ thì ôi chị 7, ôi trời ơi chị 7. Giờ em có chơi chị 7 ở đâu. Nào. Hết có mỗi chị 7 thôi. Ôi giời ơi. Gặp chị 7 rồi chán này. Anh 7 được. Chị 7 thì thôi. Cái con muỗi này. Mày cứ làm phiền tao đấy nhỉ. Tiếp theo. Thì mình cho âm thanh của game lên tí nhá. Cho anh em xem nó đỡ chán. Mình sẽ nói thêm một chút. Đấy. Tinh dụn, tinh dụn, tinh trùng, à nhầm, tinh dụn, lộn. Ơ kìa chị bảy, chị ám vậy. Mỗi con này, quân nhỉ. Ôi giời ơi, chị bảy ơi là chị bảy. 40 lần rồi đấy. 40 lần ba chị bảy đấy. Và 50 rồi. Mình chỉ mong muốn là nổ bảo hiểm là một phát rồi ra luôn con tướng quân rồi.
Đọc tướng quân thì chứ mình đọc tiếng Anh nó ngu lắm, đọc cái dạng kiểu tiếng Anh chị bảy ơi, chị bảy à, ngày đầu tiên đi học ôi trời ơi, được cả chấn của chị bảy luôn ạ. Chị ám nó vừa chứ chị, cái này sẽ tăng cái gì nhỉ, em đọc qua chút nhé. Phòng thủ người trang bị tăng 16% sau khi di chuyển sẽ kháng sát thương cho toàn bộ phe ta, kỹ năng này không có hiệu lực trùng lập. Chị cũng được ấy, kẻ giáp cái này lên cho con main, cho con main bảo hộ cũng được, main lửa ấy, cũng được. Cái chấn cũ của mình nó hơi phèn, chắc là mình sẽ xong rồi kia. Nhưng mình thấy cái game này nó một cái là nó không có tính năng tác chấn, đâm ra là bây giờ nâng lên cao đập thì nó hơi bị gọi là phí, chắc là thôi thì vứt đấy. Vàng chơi lắm à, lần này mình nhớ không nhầm là cũng phải lần đến lần 70, hát sau chắc là sẽ là bảo hiểm nổ, chắc chắn sẽ được một con 5 sao. Còn không sao, cũng được, tính chung cùng tôi đâu. Hủy diệt tất cả, trời ơi, trời ơi, à, trời ơi. 7 ghế thường. Có 7 ghế thường buồn thế. Thế ra mà có 10 ghế là mình cũng làm phát thường xong mình phải tua. 7 phát này chắc chắn SR. Ơ cái kia lạ ta. Cái này thì cũng được, tinh run ra này không tinh run mới lại buồn sâu thế. Ơ kìa sư phụ, ôi giời ơi, chú eo ơi là chú eo, chú đi ra đây làm cái gì vậy chú eo? Chú sang X2 mà tại sao lại có chú eo? Giời ơi, thấy hư vô rồi, đã thấy vậy không không tiền đồ rồi, ôi giời ơi, hỏng rồi, chết dở chết dở. Bây giờ là tôi đã hết bảo hiểm rồi, được một con quéo quèo quèo. Nói chung quèo thì mình có thấy là con ok, mình cũng có luôn được chấn của nó rồi, nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nuôi lại nó mệt lắm. Cái cần mình đang cần là con một con chi thức cánh chim, tại vì con hime cổ mình hơi phèn, với lại nó là hệ lửa hệ hỏa, và mình đang cần một con hệ lôi. Ít ra được tinh nhun nó có cao tí, ví dụ lệch không ra thì còn nó tinh nhun nó gánh vậy. Dạ ơi thấy ở à đấy cũng được, ở à đấy cũng được, chứ không thì bây giờ thì mình đang bị gọi là thọt bởi lôi quá, chứ còn con Servan thì yếu quá, mặc dù mình ôi, hết bá rồi đâu. Hai cu của tôi là cuối cùng là cũng được ra con chết tiệt chỉ được mỗi chú quèo. Chị bảy giờ nhìn chị bảy chán này. Từ chúng ta phải kiểm tra xem là còn bao nhiêu lúa. Ôi hết bố lúa rồi anh em ạ. Đổi sao? Đổi thì chúng ta sẽ đổi được 4 vé.
nhiều quá. Đấy. Thế là cuối cùng là x2 cộng tặng. Trời ơi. Mấy mấy cả hai củ của tôi đi vào dĩ vãng. À, tiện cũng PR một chút. À, mình nhận nạp game Hoka Honkai Star Rail với giá 20.000 trên 1 đô nhé. Với cái gói 100 đô giá gọi là thiếu 1.000 đấy, 2 triệu 2 thì với sẽ với giá là 1.950.000 đấy. 1950 đấy. Gọi là giảm 50k. Anh em nào muốn nạp thì có thể liên hệ nhé. Chán quá anh em ạ. Không ra gì. Đấy. Tổng kết Tinh Jun E1. Sau khi đồng đội nhận được ban phúc từ tuyệt kỹ sẽ được tăng tốc độ 20% duy trì một hiệp. Trời ơi, cái con mình muốn nhất thì nó lại không ra. Tăng cấp tuyệt kỹ. Sức tấn công công phá. Nhìn trông chán đời luôn. Rồi. Thành quả của tôi đây. Anh em có thể chiêm ngưỡng. Xung sang E6. Hai củ giờ chát thế không biết. Mắc 7 còn không được E6 luôn kìa. Mốc cuối sẽ là gì? Mục tiêu phe ta bảo vệ sẽ ở chiến kỹ sẽ nhận được 400 máu phục hồi. Ừ, cũng được, cũng chả quan trọng lắm. Khả năng bây giờ mình lại sử dụng chị 7 nhiều đấy. Cơ bản 7, chị 7 E5 rồi. Thôi em ạ, clip này mình sẽ kết thúc ở đây. Cũng không còn cái gì gọi là kia nữa, thì đâm ra mình cũng không có cái gì để đáng để nói trong clip này, ngoài việc là chú Well, chào mừng chú đã về với đội của tôi và chú rất là báo. Thế thôi. Thôi ba anh em, thằng anh em hẹn gặp anh em vào những video kế tiếp, chủ đề kế tiếp và tựa game kế tiếp. Thì nói chung là video mình sẽ còn làm dài dài, đợt nào mà event to to tí mình cũng sẽ đầu tư chút, gọi là làm tí gacha simulator. Đấy. Thôi ba anh em nhé.